Bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu tiếp phần hiệu ứng tiếp theo, đó là hiệu ứng envelope. Envelope thì nó sẽ giúp cho chúng ta làm biến dạng các cái đối tượng được chọn bằng cách là nhét nó vào trong một cái vật chứa, và thông qua việc làm thay đổi hình dáng của cái vật chứa đó thì chúng ta sẽ làm thay đổi cái vật được chứa bên trong. Các bạn nghe cái câu ví dụ như là ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, ví dụ đấy thì nó vừa là cái kiểu như là khéo léo trong ứng xử nó, nhưng đồng thời nó cũng là cái câu mà nó mô tả về nước. Nước không có hình dạng nhất định, chứa vào trong cái vật gì thì nó sẽ có cái hình dạng của vật chứa đó. Và chúng ta sẽ xem thử xem cái thao tác này là nó như thế nào nhé. Tôi có một cái đối tượng, sau đó thì tôi sẽ làm biến dạng nó bằng cách là chọn cái hiệu ứng envelope. Khi tôi nhấp chọn envelope thì nó sẽ bao quanh cái đối tượng này bằng một cái khung nhỏ màu xanh. Cũng có các tay nắm điều khiển bao xung quanh, hơi thừa tựa giống như là cái bounding box, cái hộp điều khiển. Nhưng mà cái này thì nó giúp cho chúng ta bóp méo cái đối tượng đi. Các bạn bấm vào một trong các điểm điều khiển này và các bạn kéo thay đổi hình dáng nó đi thì các bạn cũng sẽ thấy là gì đây ạ? Cái hình của tôi nó cũng bị làm biến đổi theo. Đấy. Bằng cách là thay đổi cái khuôn chứa thì cái đối tượng bên trong bị thay đổi theo. Và chúng ta sẽ có những cái điểm gì cần lưu ý. Ví dụ ở đây là các bạn thấy mỗi một cái điểm điều khiển này nó có tính chất giống như điểm điều khiển ở các đường path mà các bạn đã được làm quen tiếp đó. Nó cũng có những cái định dạng, ví dụ như là đường thẳng hoặc đường cong, hay là điểm điều khiển thẳng hay cong. Khi mà tôi bấm vào đây, các bạn cũng thấy nó xuất hiện tay nắm điều khiển, đúng không? Tay nắm điều khiển phụ, đòn tay đòn điều khiển phụ. Và bằng cách là di dịch cái này thì chúng ta thay đổi cái khuôn và đồng thời cũng ép cái đối tượng ở bên trong nó bị méo theo. Đúng, nếu như tôi bấm vào Convert to Line chẳng hạn thì chúng ta lại có gì đây? Có những cái điểm điều khiển nó bị quy trở về dạng đường thẳng, thì lúc này hình của chúng ta nó cũng sẽ khác đi. Ngoài ra thì các bạn sẽ thấy là những cái kiểu điều khiển mà cong thì nó sẽ cũng có những cái chế độ khác nhau. Đó, cũng đầy đủ giống như là đường path, Cup Node, Smooth Node và Symmetrica. Rồi cái khuôn này thì nó có bốn cái biến dạng khác nhau. Unconstrained mode này, straight mode này, straight line mode này, straight arc mode này và double arc mode. Mỗi một cái như thế này thì nó lại cho cái sự biến dạng nó hơi khác nhau một tí. Đây, bây giờ chúng ta xem thử, có lẽ nên lấy một cái chữ. Chữ thì chúng ta hiểu cái hình dáng của nó rất là rõ rồi. Bây giờ chúng ta đặt thử lên đây, chúng ta sẽ xem là với mỗi một kiểu như thế này thì nó sẽ tạo ra cái điểm khác nhau gì nhé. Đây, ví dụ kiểu đầu tiên này, nếu mà tôi chọn theo kiểu unconstrained mode này, chúng ta nên kéo cùng một cái quãng đường giống nhau đi. Tôi đặt thử một đường giống đây, sau đó thì các bạn để ý nhé. Ví dụ tôi kéo này, đây là kết quả đó. Bây giờ tôi chọn tiếp kiểu thứ hai này, bấm vào điểm này và bây giờ tôi chọn kiểu straight line mode cùng một cái đường kéo cùng một khoảng như nhau đó. Bây giờ kiểu thứ ba này, single arc mode này, chúng ta làm lại cái này một tí nhé, từ đầu này. Đầu tiên là chọn kiểu này, chọn kiểu này này, kéo nhé, tại vì vừa nãy tôi có nhấn giữ một cái phím cho nên là nó bị tương tác cùng nhau thôi. Này, đây, kiểu thứ nhất nhé, kiểu thứ hai này, kiểu thứ ba này,
Chạy thứ 2 này, đúng chưa nhỉ? Đấy. Straight line này. Thì nó cũng có những cái điểm khác biệt nào đấy, không cái kiểu nào giống cái nào, mỗi cái nó sẽ có một cái sự khác biệt nhỏ nhỏ ở trong cái kết quả các bạn quan sát. Đó. Mỗi cái nó khác biệt đi một tí. Và ngoài ra thì chúng ta còn có mấy cái điểm như thế này. Ở đây thì chúng ta có cái phần mapping node, thì chúng ta sẽ có các biến thể, đó là horizontal, origin, putty và vertical, nó sẽ cũng tác động tới kết quả. Thực ra thì cái này chúng ta có thể làm hai chiều, làm ở công cụ cũng như là chúng ta kích hoạt, chúng ta gọi các cái lệnh biến ở trong cái menu effect này. Đây, bây giờ chúng ta lại xem thử một cái trường hợp khác, chúng ta gọi cái menu effect ra thì nó ra cái gì. Vào effect và vào envelope thì nó sẽ kích hoạt cái phần envelope này ra. Nó cung cấp cho chúng ta một số các cái tùy chọn ở đây, thì thực ra nó cũng khá tương ứng với lại cái tùy chọn mà chúng ta làm ở trong công cụ. Bây giờ tôi cũng tạo ra một cái tùy chọn ở đây và chúng ta cùng xem thử nhé. Bây giờ tôi chọn cái này. Chúng ta sẽ có mấy cái cách như sau. Nếu mà chúng ta chọn Add New thì nó cũng sẽ tạo ra cái khuôn mẫu chữ nhật giống như vừa nãy. Đó. Bằng cách là chọn đây Unconstrained Double Arc, Single Arc hoặc là Straight Line thì nó cũng giống như vừa nãy thôi, giống như những cái ở đây. Tuy nhiên là cái này khi mà chúng ta xử lý này, ví dụ như cũng vẫn kéo như thế nhé. Nhưng mà ví dụ như chúng ta để putty thì là thế này, đúng không? Nhưng chúng ta để horizontal này, origin này, hoặc là gì đấy, vertical này, thì nó cũng sẽ có những cái chất khác nhau. Ngoài ra thì còn có một cái tùy chọn nữa là cái tùy chọn keep line. Keep line thì nó sẽ cố gắng là giữ cho chúng ta những cái sự biến dạng ở trong khuôn, nhưng mà nó sẽ giữ những cái đường thẳng nhiều hơn. Đấy. Mỗi một cái biến thể thì nó lại có những cái tùy chọn hiển thị khác, có kết quả hiển thị khác nhau. Đấy. Thế ngoài cái việc là chúng ta lựa chọn những cái tùy chọn ở đây và các cái tùy chọn ở trường bên dưới, thì các bạn còn có một số các cái tùy chọn khác nữa như thế này. Đó là Add Preset thì nó sẽ cung cấp cho các bạn một số các cái mẫu khuôn khác nhau. Đấy, ví dụ như là tròn này, sau khi tròn này nhấn Apply thì nó sẽ chạy như thế này. Đây, chúng ta xem cận cảnh hơn một tí. Đây là kết quả của khuôn tròn, đúng không? Đây là biến dạng kiểu vertical, horizontal này, origin này, vertical này, putty này, và có đánh dấu keep line hay không keep line thì nó cũng sẽ có những cái sự khác biệt. Thế thì bằng cách như thế này thì chúng ta sẽ có thể là làm biến dạng được cái đối tượng mà chúng ta muốn theo cái cách mà chúng ta muốn. Thế cái này để làm gì? Cái này nó sẽ giúp cho chúng ta làm biến dạng cái đối tượng để nó phù hợp trong một cái điều kiện cụ thể. Thường thường là để ghép vào trong một cái hình mẫu nào đã có. Tôi lấy ví dụ như là vừa nãy chúng ta đã nói về cái khối hình SQ, đúng không? Thay vì việc là ghép một cái gì đó vào một cái mặt phẳng bình thường thì chúng ta ghép nó vào trong một cái khối mà có tính chất không gian. Lấy ví dụ như thế này. Tôi có
một cái khối hình như thế này. Cái khối hình này bây giờ tôi làm cho nó có extrude. Và đây là kết quả. Các bạn cứ hình dung thử là một cái bộ đồ chơi của bọn trẻ con. Đó, gồm có nhiều miếng như thế này. Mỗi miếng như thế này có thể màu mè khác nhau, thì nó sắp xếp vào nhau để nó sắp thành một cái hình gì đó. Và thường là vừa học vừa chơi thì có thể là ở trên mỗi cái bề mặt này nó sẽ có một cái chữ cái hoặc có một con số hoặc có một cái hình gì đó để mà bọn trẻ con nó vừa xếp, nó vừa học những cái thứ ở trên đó. Thế thì các bạn thấy là ví dụ bây giờ tôi muốn gắn vào đây bộ chữ cái chẳng hạn, A, B, C, mỗi mặt là một chữ. Thì chữ A thì gắn vào đây thì đơn giản rồi, rất là dễ đúng không? Vì là nó mặt phẳng, mặt chính luôn. Thì chúng ta chỉ việc là đưa nó vào đây là ok, rất là dễ. Nhưng mà chữ B thì sao? Tôi đưa nó vào mặt này, chữ C đưa lên đây thì sao? Làm cách nào để gắn đúng vào đây? Thì các bạn bảo chúng ta sẽ làm biến dạng nó đi. Ví dụ đặt vào này đúng không? Ví dụ cái mặt này hẹp thì tôi thu hẹp nó vào này, ví dụ thế. Rồi cái này nó hơi góc nghiêng lên thì tôi bấm vào đây để tôi kéo xiên. Nhưng mà thực ra thì kéo xiên thế này nó cũng không ăn được vào. Đấy, tại vì sao? Vì cái này cái mặt của chúng ta nó không phải là cái khối dựng một cách đơn thuần, mà nó là có tính chất phối cảnh. Mà đã có phối cảnh, có xa gần thì có đầu to, có đầu nhỏ. Còn cái kéo xiên của chúng ta là kéo xiên đều, do đó thì nó sẽ không ăn vào được một cách hợp lý. Vậy thì bây giờ tôi sẽ lại phải cầu viện tới cái thằng cái thằng envelope này. Đây, tôi sẽ bấm chọn vào envelope. Sau đó thì tôi sẽ kéo nó xiên theo cái góc mà tôi muốn. Nhưng mà trước hết thì chúng ta cần phải xử lý đó là tất cả những cái điểm ở giữa này tôi không cần, tôi chỉ cần kéo theo cái góc thôi. Tại vì càng nhiều điểm điều khiển thì càng khó điều khiển cho nó chính xác. Do đó tôi xóa những cái điểm giữa đi, tôi chỉ cần các điểm góc. Thứ nữa là các điểm này, bây giờ tôi bấm vào đây và tôi thấy nó đang là đường cong. Đường cong thì sẽ không phù hợp với cái việc là gắn nó vào khối thẳng. Do đó thì tôi chọn hết tất cả các điểm điều khiển này và tôi convert to line để biến nó về đường thẳng đã. Sau khi có đường thẳng rồi thì tôi chọn từng cặp một và tôi bắt đầu là o ép nó theo cái hướng tôi cần. Trước hết là ép được vào theo cái bề mặt nghiêng này đã. Thế còn cái tính chất phối cảnh thì chúng ta sẽ chọn theo kiểu từng điểm này và sau đó thì chúng ta sẽ co kéo nó cho tới khi nào mà nó biến song song với lại các cạnh hình mẫu này. Thì cái đối tượng của chúng ta nó cũng sẽ bị biến dạng theo cái góc phối cảnh cần thiết đó. Và do đó thì chúng ta có bắt đầu ép được cái đối tượng của chúng ta vào cái bề mặt này một cách phù hợp hơn. Tương tự như thế, ví dụ như là bây giờ tôi lấy cái chữ C chẳng hạn. Đấy, tôi cũng đặt vào đây. Nhưng mà rõ ràng cái thằng này thì cũng không khác gì chữ B. Và chúng ta cũng cần phải sự trợ giúp của envelope, đúng không? Convert to line hết này, xóa những điểm trung gian này, chỉ để kéo các góc thôi. Sau đó thì túm từng cặp một và ép cho nó đổ xuống bề mặt này. Di dịch cho từng cái điểm điều khiển này nó song song với các cạnh mẫu của nó. Bằng cách như thế này thì chúng ta bắt đầu ép các cái đối tượng nó nằm xuống cái bề mặt mà chúng ta cần. Đấy, chỉ có cách như thế này thôi. Chứ còn nếu mà chúng ta làm biến dạng theo các phương pháp khác thì cái này nó không ăn nhập được vào, do nó khác biệt về cái độ phối cảnh. Đấy, đầu xa, đầu gần, đầu to, đầu nhỏ nó không phù hợp. Cho nên chúng ta sẽ cảm thấy là nó vênh nhau, nó không ép được vào cái bề mặt cần thiết. Thế đây là khối mang tính là phương, còn khối trụ thì có đưa vào được không? Các bạn hôm trước đã làm thử cái bài bài tô màu chưa nhỉ? Tôi chưa.
rồi tô cái gỗ là một, nhưng mà cái còn về sau ấy còn có cái hình cuối cùng là cái phin cà phê đúng không? Phin cà phê thực ra bây giờ tôi gắn một cái logo vào trong cái phin cà phê thì cái logo nó cũng phải cong cong theo cái thân của cái phin thì mới đúng đó. Thế ví dụ đây chúng ta xem thử xem chúng ta gắn một cái hình vào cái khối nó như thế nào nhá. Tôi có một khối trụ. Copy thấy cái độ rộng. Gắn cho hình đứng này. Sau đó hai thằng C để giống hàng với nhau. Tiếp tục hàn nó vào. Nhưng trước khi hàn thì phải điều chỉnh cho nó đúng vị trí đã. Đó. Sau đó thì nhân bản tiếp để chúng ta làm cái đáy. Hàn hai thằng dưới vào với nhau, nhấn an, quét chọn hàn well đó. Bây giờ tôi mới bắt đầu là tô chuyển. Chọn đối tượng này, tô chuyển này. Bây giờ tôi sẽ sổ cái này ra và tôi chọn cái kiểu là repeat the mirror này. Ví dụ đến đây tôi bắt đầu tạo ra được cái hình khối. Tiếp tục đưa lên đây, thằng phía trên này tôi sẽ cho nó lên trên cùng, shift up, chuyển kiểu. Trong trường hợp này thì tôi sẽ phải chuyển theo kiểu gì đây ạ, Konica đó, để cho nó từ tâm ra, điều chỉnh lại về cái tâm của nó. Bây giờ cái khối này tôi đã làm xong được cái hộp rồi. Bây giờ cần dán một cái nhãn gì đó vào hay là cần một cái logo gì đó vào. Đó. Thế thì chúng ta xem thử nhé. Ví dụ bây giờ tôi lấy thử một cái logo nhé. Ok, đây là một cái logo. À, chúng ta sẽ dán thử nó vào đây. Đặt vào đây thì rõ ràng là chúng ta đang thấy nó không có ăn vào, tại vì một thằng là phẳng, một thằng là trụ, lại còn trụ tròn nữa, nó khối nhưng mà còn trụ tròn. Thế bây giờ để cho nó ăn cong theo cái thằng này thì bây giờ chúng ta cần phải có một cái hình mẫu nào đó để cho nó có thể cong theo đấy. Thế thì chúng ta sẽ làm quen thêm. Tất nhiên là làm thủ công thì chúng ta làm thế này. Đó, chúng ta sẽ chọn cái công cụ. Sau đó thì chúng ta sẽ phóng lên một chút. Bây giờ chúng ta sẽ dịch này. Đó, ví dụ cho thằng này cong xuống một tí, cho thằng này cũng cong xuống một tí. Sau đó thì chỉnh lý dần dần bằng cách là kéo các cái tay này, tay điều khiển này, cho tới khi nào mà chúng ta cảm thấy là cái độ cong này mà nó ăn vào, nó phù hợp với lại cái mặt cong. Đấy, đại loại nó sẽ là như thế này. Các bạn sẽ điều chỉnh cho tới khi nào thấy là hài lòng. Đây là một cách, đúng không? Thì chúng ta sẽ thấy là cái hình này nó sẽ cong dần theo cái điều chỉnh của chúng ta. Đây là cách làm mà mang tính hơi thủ công. Thế còn một cách khác là chúng ta sẽ tạo ra một cái khuôn theo một cái hình có sẵn. Đấy. Và chúng ta lúc này thì chúng ta sẽ giải quyết như sau. Ví dụ như cái thằng này muốn xóa bỏ tất cả những cái
những cái hiệu ứng vừa mới khám, thì các bạn sử dụng cái này đó, hủy bỏ cái envelope này đi thì nó lại ra, nó lại nhả lại ra. Và bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một khuôn. Khuôn mẫu thì nó quy cách như sau: các bạn cần phải có một hình mẫu, sau đó thì dùng cái hình đó để nhại lại để tạo ra khuôn mới. Vừa nãy ép preset thì chúng ta sẽ chỉ có một vài cái kiểu khuôn mẫu mà nó tương đối là ít ỏi như thế này thôi. Đấy. Và nếu bây giờ tôi muốn cần có một cái khuôn hình nào khác mà nó đặc biệt một tí thì tôi cần phải có một cái hình mẫu. Tôi lấy ví dụ như là chúng ta lấy thử một cái hình như thế này đi. Đấy, ví dụ tôi có một cái hình như thế này. Bây giờ tôi muốn là biến cái logo này theo cái hình mẫu như này. Chắc chắn là trong này chúng ta sẽ không có cái mẫu như thế. Đó. Và bây giờ tôi muốn là nó biến theo cái khuôn mẫu thì tôi sẽ phải chọn cái đối tượng. Sau đó thì tôi mới sử dụng cái công cụ là Grid From. Nếu mà ở trên cái công trên cái này thì các bạn sẽ có một cái lệnh là Grid Envelope From, thì nó nằm ở đây. Thế còn ở dưới này thì là cái này, các bạn chỉ vào cái đối tượng này. Tất nhiên là sẽ có đối tượng các bạn làm được, có đối tượng không được. Đối tượng không làm được lý do vì sao? Đối tượng không làm được lý do là đây là đối tượng đặc biệt, chỉ cần kéo một cái là vẽ ra được ngay, tức là nó thuộc về dạng đối tượng đặc biệt thì chúng ta không thể dùng một cái đối tượng đặc biệt làm khuôn mẫu được. Đấy. Thì muốn làm thành khuôn mẫu thì các bạn cần phải có cái thao tác như sau: Object Convert to Curve, tức là biến đổi nó thành một hình vẽ bình thường không mang những cái thuộc tính đặc biệt nữa. Sau khi mà các bạn convert nó thành cái hình mẫu bình thường rồi thì các bạn có quyền là biến đổi nó thành cái khuôn mẫu. Đây, xin lỗi, đây lấy cái hình này. Đấy, thì nó sẽ nhại theo cái hình này để nó tạo ra cái khuôn có hình giống như thế. Sau đó thì các bạn chỉ việc làm gì đấy, nhấp apply đấy, và các bạn thay đổi các cái kiểu cách đi để có được cái biến đổi cho phù hợp. Thế thì tương tự như vậy thì tôi sẽ phải làm gì? Tôi sẽ phải có một cái khuôn mà nó cũng có cái tính chất cũng cong cong giống như cái này, đúng không? Thế bây giờ chúng ta sẽ giải quyết như sau. Trước tiên là tháo dỡ cái thằng này ra đã, hủy bỏ cái lệnh đi. Bây giờ tôi sẽ lấy cái hình này ra để tôi làm cái khuôn. Không, lấy ví dụ như là chúng ta giảm thằng này đi. Đấy, thế thì bây giờ cái này với cái này là cùng trục cùng với nhau, đúng không? Bây giờ tôi tô thử để tôi tạo ra cái hình mẫu nhé. Thì đây sẽ chính là cái mẫu mà tôi cần. Bây giờ tôi sẽ chọn cái thằng này, bấm vào đây thì khuôn nó sẽ chạy theo này. Và cái việc mà chúng ta chọn đấy thì nó sẽ chạy theo cái hướng như này. Tất nhiên là có cần thêm nhiều cái vấn đề điều khiển nữa để cho cái này nó sẽ chạy cho nó vừa phải. Tại vì ví dụ như là đôi lúc mà tôi không cần phải nó căng hết mà nó chỉ nằm ở trong một đoạn thôi chẳng hạn, thì cái độ cong như thế này thì chúng ta cũng cần phải xử lý thêm. Ví dụ như là tôi chỉ cần cong một đoạn thôi thì tôi sẽ phải cắt bớt đi đó. Đấy, thì lúc ấy thì cái biến dạng nó sẽ ít hơn. Đấy, ví dụ như này. Đấy, thì nó sẽ vừa phải hơn. Đấy, cong theo cái chiều này. Thì đây chính là cái cách để mà chúng ta có thể là gám một cái đối tượng của chúng ta biến dạng để ghép nó vào trong một cái bề mặt nào đó, hoặc là phẳng hoặc là cong. Thằng Corel thì nó hơi kém, nó chỉ giải quyết được cái cỡ đến như thế này thôi. Cái khối cầu nó không làm được. Đấy.
cũng ba chiều cũng không gian, nhưng mà khối cầu nó không làm được, cho nên là chúng ta cũng chỉ ghép được vào trong cái hai cái dạng gọi là khối hộp và khối trụ thôi, thì là các bạn có thể ghép được. Và nếu mà các bạn có một cái nhu cầu đó thì đây chính là cách để mà chúng ta giải quyết. Thế còn mà trong một số trường hợp khác thì ví dụ như là các bạn làm vẫn vận dụng những cái này để các bạn đưa một cái biến dạng, ví dụ như là làm mấy cái chữ, các bạn có nhớ có thấy những cái câu đối hoặc những cái liễn mà bây giờ họ làm trong ngày Tết không nhỉ, câu đối không biết thứ đấy, cái chữ ghép vào trong hình tròn 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 đấy, thì đây cũng sẽ làm bằng cái cách đó ấy. Đặt sẵn một số chữ thành bố cục, sau đó thì chúng ta sẽ đặt cái khuôn hình tròn hoặc khuôn gì đó để chúng ta ép cả cái khối đó nó biến dạng theo. Đấy thì cái vai trò của thằng envelope này chính là như vậy.